Thiết thực hỗ trợ người lao động trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tối qua tại quảng trường thị xã Bến Cát, hơn 1.000 thanh niên công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương phấn khởi tham gia chương trình Cùng nhau làm nên Tết. Chương trình do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện. Chương trình Cùng nhau làm nên Tết ra đời nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp thanh niên công nhân, đoàn viên công đoàn và người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được đón Tết Nguyên đán trọn vẹn, đủ đầy. Từ đó khích lệ động viên công nhân lao động an tâm sinh sống, làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương. Chương trình diễn ra tại 11 tỉnh thành trong cả nước, trao tặng 8.000 phần quà, trong đó Bình Dương là điểm dừng chân cuối cùng. Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm, chương trình trao tặng 700 phần quà đến công nhân lao động Bình Dương. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền lì xì và 400.000 đồng nhu yếu phẩm. Không đơn thuần là giá trị vật chất, mỗi phần quà là sự san sẻ phần nào những lo toan, bộn bề của công nhân lao động trước thềm Tết cổ truyền 2023. Đồng thời góp phần lan tỏa rộng rãi thông điệp, không để ai bị bỏ lại phía sau, tinh thần sẻ chia, yêu thương, gắn kết của dân tộc. Hy vọng qua chương trình này thì sẽ tiếp thêm động lực cho các anh chị thanh niên công nhân để các anh chị có thêm nhiều cái đóng góp, cống hiến trong cái quá trình lao động của mình và cùng nhau chúng ta vượt qua những cái khó khăn sau đại dịch cũng như là khó khăn của nền kinh tế trong thời điểm hiện nay. Và chúc cho tất cả mọi người và đặc biệt là các anh chị thanh niên công nhân sẽ hưởng một mùa xuân thật là ấm áp và đầy đủ. Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Đã hỗ trợ cho anh em chúng tôi sắp về có một cái tiệm ấm nó và hạnh phúc, dù cho có sắp về nhưng vẫn có và tin người. Những món quà vô cùng đặc biệt giúp cho các bạn thanh niên công nhân có một cái tết ấm no đầy đủ hơn, và hy vọng rằng là sang năm 2023 thì các doanh nghiệp sẽ phát triển hơn nữa để giúp cho các thanh niên công nhân có việc làm ổn định hơn trong năm 2023. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng hơn 2.300 suất quà Tết đến chi hội trưởng, bí thư chi đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên công nhân, cán bộ đề án, đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương, mỗi suất quà tặng trị giá 500.000 đồng. Dịp này, tỉnh đoàn Bình Dương tiến hành tuyên dương 6 chủ nhà trọ tiêu biểu, khen thưởng 22 thủ lĩnh thanh niên có nhiều đóng góp cho công tác phát triển chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên công nhân, tặng quà 20 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Trao 12 suất hỗ trợ công nhân lao động trẻ với tổng số tiền 60 triệu đồng trích từ quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình tiến hành ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện Xuân Quý Mão 2023 và thực hiện những phần việc như vá xe lưu động miễn phí, phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân về đêm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn văn minh đô thị, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.